Là mẹ chồng em á, là đuổi tối ngày và chửi em con đỉ không, rồi đuổi em tới ngày giục quần áo em ra ngoài nữa, đau quần áo em ra ngoài nữa, em đi bán vé số về. Mà chửi em á, con đỉ mày mới đi người ta đã rồi, con mày nhiều người thằng quá ha. Bà đau quần áo em ra ngoài, bà không có cho em mà đó, bà nói mày đi ra khỏi nhà tao đi con đỉ. Con em mấy đứa rồi? Đứa này với đứa trong bụng. Ủa, đang có em bé trong bụng hả? Mấy tháng rồi? Dạ em chưa biết, không có tiền đi siêu âm. Chồng em đang ăn cơm, chờ đến trên bữa cơm mà. Ăn cơm rồi còn giục cơm ra ngoài nữa. Rồi, chào gia đình mình. Dạ. Nhà này là nhà của ai vậy em? Dạ, nhà này nhà của cái chị mà, chị này. Nhà dạ. Chị này là sao với em? Tại em, dạ. Chị này là sao với em? Hàng xóm. Hàng xóm, mà nhà em ở đâu? Nhà em ở quê Tính Tức á. Tính Tức hả? Dạ. À. Mà không có cái nhà. Rồi bây giờ để anh nói chuyện với em chút xíu ha. Tại vì em gọi điện anh qua giúp với anh, lỡ anh tới đâu. Dạ. À, kêu bé này con em á hả? Con em á. À, rồi tại anh đi giúp hoàn cảnh về nên anh không có mang kẹo cho con em. Dạ, dạ. Rồi, rồi em giới thiệu về em tên gì em? Dạ, em tên Quanh. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, 25 tuổi. 25 tuổi hả? Dạ. À. Em chào chị với chị nha, cho mượn nhà hỏi thăm bé này xíu. Rồi em kêu anh qua giúp là hoàn cảnh em thế nào, em có thể hoàn chia sẻ. Hoàn cảnh em vậy nè, là mẹ chồng em á, là đuổi tối ngày và chửi em con đỉ không, rồi đuổi em tới ngày giục quần áo em ra ngoài nữa, đau quần áo em ra ngoài nữa, em đi bán vé số về. Mà chửi em á, con đỉ mày mới đi ta đã rồi, mày nhiều người thằng quá ha. Rồi nói ủa mẹ ơi sao mẹ chị con vậy, nó tao á, tao cho mày ra khỏi nhà tao á, mới tao yên lành tao cúng nữa đó. Bà nói vậy đó, bà chửi. Mà sao mà mâu thuẫn như vậy, tại vì hồi đó là em lấy chồng có cưới vậy? Dạ có cưới, cưới đàng hoàng, nhưng mà cưới một bên là vậy, em không có nhà cửa. Ba mẹ em thôi nhau lúc còn nhỏ, còn em còn nhỏ xíu à, nhỏ hơn con em nữa, em ở với bà ngoại mất hết rồi. Bà ngoại em để cho đất lại để cho cha em, bây giờ mấy cậu lấy dành hết rồi, em không còn cái gì hết, em đi lang thang. Rồi hiện tại em đi lang thang hả? Dạ em đi. Ủa, lang thang. Ủa gì, nhà em không có luôn hả? Dạ tối mà em dám vô nhà. Tại sao vậy? Nhà đó nhà của ai? Cái nhà đó nhà của mẹ chồng không cho vô nhà. Bà chơi gì? Cho vô. Bà chửi gì chửi, nhà em vô em ngủ sáng là em đi bán nữa. Bà đuổi tối ngày, bà nói mày không có nhà, có cửa mày chuột nữa. Bà nói vậy á, bà chửi em tới ngày, bà chửi lên chửi xuống, tiền điện em trả, tiền nước em trả. Bà chửi em á, con đầy con nọ, con đầy mày mới mày về nhà tao ở nữa hả? Tao đuổi mày như con chó gì á, tao lấy cái cây thục mày đó, mày đi ra khỏi nhà tao. Ủa rồi mẹ chồng em chửi gì rồi, chồng em đâu, chồng em không có can thiệp cho em hả? Dạ, chồng em thì đi rồi, nói chung là đi cắt lúa. Đi cắt lúa là ông không có gửi tiền, gửi bạc gì hết á. Ông đi cắt lúa tháng 2 tháng về. Về nhà ông đi nữa, một ngày mà ông đi nữa, ông có không có quan tâm tới em. Có vợ chồng có mâu thuẫn gì không? Như là mẹ chồng, bên nhà mẹ chồng có á, thì có ruộng nè, có đất đầy đủ nè. Rồi bả không muốn để cho em ở đó. Đó, rồi đuổi em ra ngoài hết, là như là kêu chồng em á, cưới vợ khác đi. Cưới vợ khác đi, thì chồng em mới nên thân nè, nó cưới vợ khác đi. À mày thương cái gì, mày thương nó làm gì, nó không có nhà, không có cửa. Mày không biết mắc cỡ người ta hả? Ủa nhưng mà cho anh hỏi là vợ chồng em cưới nhau lâu năm chưa? Dạ cưới 2 năm rồi. 2 năm hả? Nhưng mà cái sự việc chuyện gì mà mẹ chồng em đuổi em dữ vậy? Nguyên nhân em nghèo, không có đất hay là do cái dạ, chuyện gì? Dạ đúng rồi. Hay là em... do em có cư xử, em có lớn tiếng hay là có hỗn gì với mẹ dạ, chồng không? Dạ không có đâu. Em á, thì nhà cửa em không có đất, người ta coi thường em. Tại em không có đất, không có nhà, không có cửa. Bà đau quần áo em ra ngoài, bà không có cho em mà đó. Bà nói với mày đi ra khỏi nhà tao đi con đỉ. Bà chửi gì vậy? Rồi vậy thì bây giờ là vấn đề là mẹ chồng không thương nhưng mà chồng em vẫn còn, mà với lại con em mấy đứa rồi? Đứa này với đứa trong bụng. Ủa đang có em bé trong bụng hả? Dạ mấy đang tháng có rồi? Dạ em chưa biết, không có tiền đi siêu âm. Ủa vậy hát rồi em bé rồi chồng em biết không? Dạ biết, nhưng mà chồng em đến thân à. Sao đến thân? Chồng em có gây lộn gì không mà sao không can thiệp dạ, cho em? Dạ không, nhưng một bên thì bên mẹ, một bên thì vợ, thì không biết nói đường nào nữa. Nghĩa là một bên vợ, bên mẹ nó khó dạ, xử hả? Khó xử. Rồi bây giờ là con em là đi bán giấy số thêm mỗi ngày? Dạ bé này đúng nè. Rồi. Mấy tuổi rồi? Nó được 2 năm rồi. 2 tuổi rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ em bé trong bụng nữa? Dạ. Trời ơi, rồi ở với mẹ chồng mà không có tiền đi siêu âm, rồi em có nói với mẹ chồng em là em đang có em bé, có thai không? Bà nói không, còn, không phải là...
con của chồng mày đâu. Tin đem con này đi thử sợ thử mau rồi giờ đem đi siêu âm, đem con bé đi siêu âm. Wow, tới cỡ đó luôn hả? Có dạ, nghĩa là không có tin là bé không này có con. Tin. Nhưng mà em làm sao mà tới mẹ chồng em cư xử với em như vậy? Em làm gì? Em có đi đâu không? Em nghèo không có đất, không có nhà, không có cửa. Sao chị biết con bé này không? Bằng cảnh. Chị biết không? Dạ bằng cảnh. Chị giúp em ở đây, biết em đi lang thang. Biết chị qua đây chị em hỏi thăm mới lấy cái ghế dùm cho Hoàng Anh. Sao mà cái hoàn cảnh gì mà thấy giống như là mẹ chồng không thương mà cái gì mà đến nỗi dữ vậy ta? Dạ, em khóc tại vì mà. Ba một ngày có 20 tờ, 30 tờ là đủ con mua thuốc cho con uống rồi lấy vốn nữa, để 200 ngàn để lấy vốn nữa bán. Vậy hả? Dạ. Tại vì anh nghe nói là em nói là em không có tiền để mà đi siêu âm thì dạ. Anh nghĩ là chắc em hoàn cảnh khó khăn nhưng mà khi mà tìm hiểu thì cái câu chuyện em á mà sao mà thấy giống như là mẹ chồng đối xử gì mà dữ vậy? Mà mẹ có sự chồng thật không để hỏi chị nè chị dạ. Chi vậy thì hoàn cảnh của bé này kể gì là thế nào, chị có thể chia sẻ, chị có biết hoàn cảnh này không? Thì có nghe hồi đó nó đi bán vé số rồi nó đi bỏ nhà 2-3 tháng. Dạ. Sao rồi, sao đi bỏ nhà vậy? Rồi nó không nói với mẹ chồng nó, không nói với chồng nó. À. Bởi vì về lúc này bà giận. Dạ. Bây giờ nó xin vô lại bởi vì bà kiếm chuyện vậy đó. À, vậy là cũng có lý do là cũng do mình đi bỏ nhà nhưng mà lúc đó mình đi đâu vậy? Đi đâu? Nó nói là nó dạ, đi bán vé số. Đi bán vé số mà đi lúc số em cái em dẫn cái cưới mà cưới đầu tiên á, thầy bà đổi lên đổi xuống, bà chửi lên chửi xuống, nên không có nhà không có cửa. Bây giờ em còn con gái bà không có đồng ý em con dâu nữa, bà không muốn cưới em. Rồi chồng em á thì một hái cưới cho em nói cưới một bên, thì mẹ ơi cưới một bên đi, con không có nhà cửa đâu. Thì bởi vậy bà coi thường cái chuyện đó tới giờ luôn á. Bà nhưng mà ý anh hỏi là giống như chị chia sẻ là cũng có lỗi là phần do dạ, em là rồi. Giống như là em đi Bạc Liêu, em đi đâu đi đó, lỗi cho em là em đi đi em bỏ đi nhà bán vé số. Chị em bán vé số dạ bán vé số Bạc Liêu, chợ đi Bạc Liêu á. Bán vé số rồi tới mấy tháng vậy? Em đi là gần 3 tháng. Em giận bà, em giận chồng em đang ăn cơm, chờ đến chín bữa cơm mà ăn cơm rồi còn giục cơm ra ngoài nữa. Bà mất ổng mất tiền có 100 ngàn à, em không có lái bà, ổng đi nhậu về, ổng quỵ, ổng nói mày lấy tiền tao, ổng nói mày lấy tiền tao mà mày á thầy không dự nói, em nói không có lấy. Rồi bà ổng thì đa cơm bỏ lúc mà ổng là ai, là ba chồng hay là mẹ chồng á? Mẹ chồng cùng quýnh em, mẹ chồng quýnh em á mà đứt cái kẹp nữa, mẹ chồng quýnh em á. Rồi bà nói một hai phải đuổi con này, rồi cha chồng nói mày hết ai thương, mày thương con này không có nhà không có cửa đuổi ra ngoài, nói mày bỏ nó đi tao bán lúa bán đất tao cưới vợ mày khác. Và cha chồng nói vậy nữa đó. Là không em nói là ý. Nguyên nhân là do em, nếu em giận đi Bạc Liêu bán dạ, vé số rồi, 3 tháng đó là do em giận không? Em giận thôi. Em giận nhưng mà cuối cùng em đi em quay về lại. Dạ. Lúc đó em có con rồi phải không? Có dạ. Dẫn con theo không? Có mà, hai mẹ con đi mà. Rồi lúc đó em quay về là mẹ chồng em là không cho em vô nhà nhưng mà em gần dẫn vô nhà. Dạ. Rồi chồng em có nói gì không? Dạ chồng em không có nói gì, chồng em đi vô nhà. Vậy là rồi. Chắc chồng em cũng hiền mà. Dạ chồng em hiền khô à. Rồi mẹ chồng em đuổi tới ngày mày nói mày hết thương thương người hả mà mày thương con nó hoài vậy. Rồi mày thì lấy vợ khác đây, tao băng đất, băng lúa tao cưới mày vợ khác. Rồi chồng em đến thân à. Vậy là nguyên nhân là cũng là biết là nguyên nhân là do mẹ chồng em này giận là do là đi Bạc Liêu 3 tháng không mà bà. Không dạ. Nói với bà biết. Rồi về nghe nói là có bầu. Về nói là có bầu. Dạ. Vậy là em đi Bạc Liêu sao em về em có bầu vậy? Thật dạ, sự em, là sao? Sự thật là em đi là em có bầu rồi. Bà không tin em cái chuyện đó. Lúc có con bé này cũng vậy, không có tin. Bà nói đem con này đi đi thử mau rồi đi siêu âm nữa. Rồi bà nói vậy. Rồi chồng em thì sao? Chồng em có phản ứng gì không? Tại vì chuyện em bầu bì là chồng em mới là người quyết định chứ. Chồng em có nói gì không? Dạ chồng em đến thân à. Chồng em có nói là con của chồng em hay con có ai không? Dạ chồng em nhắn tin cho người ta nói là vợ tôi có bầu 4 tháng rồi. Bà nói vậy, ông nói gì, nó cái coi gì mà em chưa đi siêu âm. Nhưng mà chồng em có thừa nhận con là con của dạ, chồng em không? Rồi, đúng rồi. Có hả? Dạ. Chồng em thừa nhận là được rồi, có gì đâu em phải buồn. Đúng, em buồn lắm, chồng em đuổi em tới ngày à. Chồng em đi rồi, đi 2-3 tháng mới về. Đi đâu? Đi theo máy cắt rồi. Tối ngày ông đuổi, ông nói vậy nè. Mày đi đâu đi đi. Tao mệt lắm rồi, nhà tới ngày chửi lộn tới ngày, em đâu có chửi gì rồi, nói mẹ chồng tới ngày chửi em không mà nói mày đi đi nhà mẹ đợi, đi đâu ở đi đãi đi, hồi nào bà chết rồi vô. Mà sao mà câu chuyện gia đình em ngộ nha, em như em vừa chia sẻ là vấn đề là có 100 ngàn thôi mà cũng gây lộn, vì là câu chuyện gia đình em là từ là 100 ngàn đó. Có 100 ngàn một. Từ 100 ngàn là xảy ra chuyện tới giờ luôn. Dạ.
Trời ơi, em mất mấy một trăm trăm ngàn ngàn em thôi. cũng không nói, em đi bán vé số em mất nha, em để trong cái túi nhà là mất tiêu em cũng không có nói, mất mấy tiêu em cũng không có nói nữa. Và câu chuyện là từ 100 ngàn đó là gia đình Có em mổ một xảy trăm ra từ ngàn khi thôi cưới bây giờ là đâu có chuyện gì phải không? có á. Có luôn hả? Vậy bà nói bà không có đồng ý làm con dâu đầu tiên đó, lúc đầu tiên á bà không có làm con dâu, bà không có cưới, bà nói tao đâu có cưới mày đâu. Ủa mẹ không có cưới con sao mẹ mẹ ra mặt làm gì, con nói gì đó, nó đúng là sai, nó nói không có mà nạp tài nạp gì nữa, nó cứ cứ một bên. Thì em cũng đồng ý luôn, em nói ừ mẹ ơi cứ một bên đi. Bà nói mày đừng kêu tao bằng mẹ, nó không phải mẹ mày. Tóm lại là câu chuyện Tại em tao là lúc đó là hai vợ chồng em thương nhau, dạ rồi chồng em cũng đồng ý cưới em dạ mà mẹ chồng em không đồng ý. dạ lúc đó em Nhưng cũng đi Hà Nội mới về, em đi Hà Nội làm gì lúc đó? em đi như đi lang thang gì không có nhà không có cửa. Em, ba mẹ em chết hết rồi, ông bà Dạ. ngoại chết luôn, rồi mấy cậu là ở nhà ông bà ngoại rồi, cho Dạ. nên bây giờ em không có nơi ở. Em nói em khó khăn mà anh thấy em bán vé số ngày được nhiêu Có 20 vé, 30 vé một ngày á? ha. Dạ. Gì một ngày bán là 30 cái lời được nhiêu? Có lại 20-30 ngàn cứ đủ tiền mua thuốc rồi để ngày mai chiều lấy số 20 vé nữa. Rồi sao em không bán cho nhiều? Người ta đâu có cho thiêu đâu. Không cho thiếu hả? Dạ lấy tiền À, mặt luôn. em kêu anh qua giúp nhưng mà anh không biết nhà cửa em, rồi em không có giấy siêu âm hết trơn, sao anh biết em thế nào mà anh giúp? Vậy là hoàn cảnh em là coi như là không có nơi ở, không có nhà ở, rồi em Dạ cứ đi đi lang vậy đó, thang đi vậy. lang thang luôn hả? Dạ. Rồi giờ em ở đây hả? Dạ không, bây giờ vẫn ở nhà mẹ chồng, tối mới dám vô nhà ngủ. À, vậy là vẫn ở nhà mẹ chồng. Dạ. Thì thôi bây giờ anh khuyên vậy nè, bây giờ tóm lại là dù gì á, thì em cũng có chồng, với lại em cũng có con với chồng em rồi. Thì bây giờ em về coi như là tại vì em đã sai, sai ở chỗ là em đi Bạc À, Liêu á. dạ. Đi Bạc Liêu mấy tháng trời em bỏ nhà đi. Dạ chồng em không nói là không phải con không nữa. Thì đó thì anh đang nói là cái lỗi do em, thì em về em coi em xin lỗi mẹ chồng đi. Nói chung là nói làm sao cho nghe được, tại người lớn có khi người ta cũng như là có cái sự tự ái cao á, cũng như là người lớn người ta Xin cũng lỗi. có mặt mũi, em phải xin lỗi, em phải làm sao, tại em là dâu mà, không phải là anh nói em cho em phải chịu thiệt gì cả. Nhưng mà dù gì ba mẹ em thứ nhất là cũng là tuổi cha tuổi mẹ em, thì em về em thưa trình làm sao cho nghe được đi, rồi á lúc đó mà tính coi ba mẹ tính sao. Còn nếu không được nữa thì em ngồi lại với chồng em đó, em thảo luận coi ừ còn thương em không, nếu mà không còn thương á thì mình phải có cái phương án gì hoặc là cái hỗ trợ gì để nuôi con em. Tại vì hiện tại á là em vẫn còn chồng đúng không, em vẫn còn ba Chồng. mẹ chồng, cho Dạ, nên em đúng đúng nói rồi. Ví dụ vậy. em Dạ. nói là cứ ví dụ như em nói là em bé trong bụng em dưới con của em là chồng em cũng thừa nhận là con của chồng em đúng không? Không, con bé này nè là thừa nhận. Với lúc trong bụng á, bà ổng nên thân gà. Thì đó thì cái vấn Là, đề đó thì em để thảo dạ. luận lại với chồng em đi. Bây giờ tự nhiên gặp em Làm. ngoài đường gì anh cũng không biết sao, bây giờ Vậy anh đưa lên kênh thì biết khán giả có không biết sao không biết. mẹ mẹ nói mày á, mẹ thì mẹ mẹ thì đuổi mày ra thì mày đi, hồi nào bà chết ông chết kia rồi tính sao. Vậy là chồng em không còn thương em hả? Không còn Em có hỏi chồng em còn thương em không? trời ơi, em cũng nằm em ôm em nói em tâm sự lòng hết giả rồi. Vậy hả? Dạ nước mắt không biết bao nhiêu rồi, em xin lỗi mẹ, mẹ con không thừa nhận. Bà nói thôi tao không có nhận mày con dâu đâu, mày làm ơn làm phước mày về nhà mày ở đi, nó có không có nhà không có cửa, con mẹ đuổi con đi đâu. Rồi bầu bì rồi nói á, bầu này không phải của cháu của tao, con bé này cũng không phải con của tao, cháu của tao. Tới ngày đó mày không có nhà không có cửa không có chuột nữa, như là ở đậu. Rồi tối nay rồi em về nhà chồng em ở lại phải không? Về nhà Dạ chồng lại. chuỗi tới ngày sáng sớm 4 giờ 3 giờ 3 giờ mấy 4 giờ là em đi bán vé số rồi, À. em đi sáng sớm là em đi, sáng sớm là em đi rồi có Nhà mẹ dám chồng em về ở đâu vậy? ở dưới đây nè Em kính biết nhà trong. không? Dạ biết. Biết nhà hả? Dạ kính trong. À, từ đây qua đó xa không? Từ đi qua đi là cũng cây số á, hơn Cây cây số số. hả? À, anh hai chồng á, anh của chồng đó vô nhà chồng á tao chăm mày bẻ cái đầu, bởi vì ổng đi vác lúa về coi danh thấy ổng Vậy thấy là bên anh chồng cũng vậy luôn. Nhưng mà nữa. bây giờ em nói vậy rồi nữa anh đưa video lên là bên chồng em giận em thì sao? Em nói vậy có đúng sự thật không? Có sự thật. Có sự thật phải không? Dạ Vậy là không. anh đưa video lên là Dạ chính không xác. không tin thì hỏi ấp trưởng, Dạ ấp hỏi trưởng công ấp, hay an. trưởng ấp biết phải Dạ không? trưởng ấp biết hết À, vậy là mà. đúng sự thật ha. Dạ hỏi là dâu của ông cô bên này là sao 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 người ta kể cho nghe À, vậy là em nói sự thật ha. em nói sự Mà thật, thấy anh tin thật người sự là ta. thế này nè, bây giờ cái câu chuyện của em á thì anh thật sự là cũng chưa tìm tìm hiểu sâu được, anh chưa có nghe hai phía không. Dạ Nhưng mà nghe em kể thì thứ nhất là anh đáng tiếc, gọi là cái câu chuyện của gia đình mình giống như là
câu chuyện mẹ chồng nàng dâu không có được suôn sẻ, Dạ. mà em nói thì anh nghe thôi, anh cũng không có biết là cái lỗi do ai. Em nói là Dạ do dạ. là lỗi là vì 100.000 đó mà Dạ. gây lộn với nhau, là mất tiền trăm Dạ. ngàn đó là có chuyện tới giờ. Rồi Dạ. sau đó thì mẹ chồng em chê em nghèo Dạ. đó, nhưng mà chị gái này chia sẻ là do cái lỗi của em là em đi Dạ. Bạc Liêu, thì em đi bán vé số 3 tháng, Dạ. nhưng mà nguyên do em đi Bạc Liêu là em do cũng giận, Em giận gia đình em giận luôn. bạn. Em Nói chung giận dữ em lắm hay giận. sao mà cái cỡ Em nào mà giận em phải lắm đi vậy? cái quần áo em vậy á, còn giục nữa. Vậy là giục quần áo ra ngoài luôn. Em mới cưới mà, mới À. cưới xong rồi giục á, nói mày thương vợ mày, mày đi theo vợ mày đi, đi đâu đi, hai vợ Mà em chồng ở bao đi. lâu em mới đi Bạc Liêu 3 tháng? Em ở ở em đi bên đầu bên này đầu bên kia, em không biết ở bao lâu. Em À. ở đầu này đầu kia đầu Rồi em nọ, mới đi em Bạc xin người Liêu ta hả? ở nhà, em Có xin nghĩa người là ta đuổi em ở. quá, em không có chỗ ở. Em không có chỗ ở, bây giờ đuổi nữa rồi, À, em đuổi không nữa hả? chờ. Bây giờ thế này đi, bây giờ thì câu chuyện của em á, thì anh cũng chưa có biết rõ nữa. Bây giờ em để anh Út đỡ video lên đi hen. Rồi nếu mà anh có cơ hội á, thì anh sẽ gặp mẹ chồng em hỏi thăm một lần nữa để xem thế nào hen. Bây giờ câu chuyện của em á, thì để anh Út lên cho tất cả các chú anh chị với khán giả xem coi thế nào, hoặc là anh tìm hiểu kỹ một lần nữa, nếu mà đủ duyên á, thì anh tới đây. Vậy đi hen, câu chuyện của em vậy đi hen. Là gia đình mình không có cây nước xài anh. Xưa giờ là mình xài nước ở đâu? Xài nước cái nhà Bên nhà nào? mẹ. Nhà mẹ hả? Dạ, nhà À. mẹ cũng gần Không đây có nè. cây nước. Anh chị có mấy đứa con? Ba đứa. Ba đứa này hả? Dạ. À, anh làm nghề gì? Múc vắt gạo cho mình Ờ, à, bốc mái. vét Dạ. hả? Ngày được nhiêu? 200 à. Gì là bèo vậy đó hả? Cũng có ngày làm thêm được Làm 200 thêm mới rưỡi được 200 300. mấy. 250 300 nữa hả? Cũng có. Lâu lâu Nhưng mình mà làm đêm. bốc vét là mình vét gạo không hả? Lấy sức chứ. Ờ, à, rồi chị làm nghề Không gì? mổ nữa đó. Chị không có làm gì hết, giữ là Giữ ngày con hả? Rồi anh mổ mổ hả? Anh hai bị gì bữa mà mổ mổ? không? Rồi lúc đó bị dạy Rồi túi mật. sỏi túi mật nữa. Rồi tới mật hả? Hôm Ồ. nay cũng Dạ. mổ nữa, đó mổ. Mày mổ nè, cái bụng Sao cho mổ? cao luôn. Bé bị gì mà mổ chị? Ruột nó dính vô phổi, Ồ, không gục dính thở được. phổi, không thở được. Rồi bây giờ nhà mình không có Mổ cây nước hả? dạ, mười mấy năm Ở đây rồi mà mà kiếm tiền không được, có mười người bệnh người chồng bệnh quá. à, mười mấy năm con bệnh chồng bệnh không có ấy Mà luôn. mà không có đủ, rồi xong thằng này nó uống sữa nữa rồi không đủ. À. Mà hoài. Rồi bây giờ là mình không có nước xài, mà ở đây cây nước khoảng bao nhiêu tiền anh? Ở 10 triệu. Mua tư là luôn chắc có 10 triệu. 10 triệu ha, ở đây mắc ha. Điện sinh ta không có cầu dao để ghen nữa. Nhớ cho vô cho Chưa đây. có Mà tiền mình mua chưa có cầu tiền cho cầu dao dao. ha. Cũng cỡ mấy cho hai ba ba 400 lắm mà mốt chưa được. Mà ở đây là khoan cây nước tới 10 triệu ha, mắc ha. Có 7 triệu mấy à, mà để Mua mua tưa để tư gì vô nữa cỡ khoảng 10 luôn. Thì triệu. mua tưa nó có 10 10 triệu. mấy. Ờ. Rồi vậy sao mà Anh chị nhiêu tuổi rồi, anh nhiêu tuổi? 34 rồi chị 35. 35. Chị 34 35 ha. Rồi gia đình mình là có ruộng gì không, hay là chỉ sinh sống qua ngày vậy thôi, Sinh sống sống qua qua ngày. ngày không Ờ. có. Qua ngày vậy đó, không có làm ruộng, không có đất hết. Cái nền nhà này là của mẹ cho. À. Thôi Mà bây đi giờ mình ruộng không có ruộng thì mai mốt con mình ba đứa được rồi, đừng có đẻ con nữa anh chị ha. Có, tin có hai đứa mà quên uống thuốc nó dính vậy Dở đó. kế Hai hoạch nữa đứa hả? rồi. Ờ. Sợ muốn chết rồi, có dính rồi mình phải chịu chứ, sợ đâu Dạ, đâu có dạ, được. dạ. Chưa nghèo chứ đâu muốn sanh nhiều đâu. Dạ, nghèo không muốn Đâu sanh đó ha. nghèo. Rồi vậy thì thế này đi anh chị ơi, để em up video lên đi hen. Nếu mà có gì thì em sẽ quay lại, em sẽ liên hệ anh chị ha. Nếu mà có thể cô chú Mạnh Thường Quân có thể giúp được á, thì em sẽ tới đây em sẽ khoan cây nước, hoặc là em tìm người khoan cây nước. Ở đây có người khoan cây nước gần đây không? Có phải không? Rồi một lát em sẽ lấy số điện thoại anh chị, nếu mà em có giúp được á, thì em tới em giúp. Còn em cũng vậy ha, để anh về anh tìm hiểu câu chuyện của em thế nào, để cho tất cả các chú chị với khán giả xem coi mình nên xử sự thế nào cho đúng. Tại vì anh là nhịp cầu nối với lại cô chú anh chị với khán giả, cô chú Mạnh Thường Quân kênh anh á, cũng là những khán giả người ta sẽ biết là sẽ xử sự thế nào, rồi lúc đó anh sẽ lắng nghe lời góp ý. Anh tới đây rồi anh sẽ đủ duyên anh sẽ gặp em hen. Bây giờ anh chào em hen, rồi em chào anh chị luôn ha. Em sẽ ghi nhận cái sự gọi là yêu cầu của cô chú anh chị á, cần giúp đỡ cây nước á nha. Sao 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 Em tin là hội chợ tin xin hay là mua vé số thêm, mà em bây giờ em không còn, còn có 5 tờ. có nghĩa là Mua muốn xin cho tiền mua vé số hả? mua vé số để xong ngày, mua thuốc mua thang cho con uống nè, còn sữa nè, nó đòi bú nữa, mua sữa cho nó uống nữa. Nhưng mà Bây chồng giờ em không có hỗ trợ cho em hả? không có đâu, Không con có không có nữa. hả? Dạ. 100 tờ có 900 ngàn đó, 100 tờ vé số đó. Là hàng 90 á, chia người ta lợi á. Vậy là mỗi ngày cứ buôn chị hoàn cảnh bé này thật sự vậy không chị? Có thật sự là đi đi lang một mình sống côi cút vậy không?
Nhưng mà khó khăn không á? Giờ đang nó đang ở nhà chồng, mẹ chồng nó, mà mẹ chồng nó nhà giàu lắm. Nhà giàu hả? Dạ. Tao giờ tao đâu có sợ đâu. Đó, bây giờ vậy hả? Bây giờ nó đang ở ý là bà có đuổi. Mình nghe nó nói là đuổi tại mình đâu có gần đó, nghe đuổi thôi. Vậy thì là tóm lại là chị này khổ thật sự không chị? Khổ không? Có buôn bán gì đàng hoàng không hay là sao? Đi bán vé số. Bán vé số hả? Vậy là có bán vé số thật sự phải không? Sống qua ngày ha. Chợ đứa nhỏ này ha. Không có ai coi. Mẹ đạp rồi mình sợ nhỏ này buồn ngủ té gì xe ấy không à. Mình sợ cũng thấy nó tội nghiệp cái chỗ đó. Dạ. Còn cái vụ vậy là chị với chị này với em này là không có bà con gì đâu phải không? Mà thấy cũng tội vậy thôi. Em xin ở 2-3 ngày, 4-5 ngày gì đó. Bà hổ ba đang xin ở rồi dạ. Nó bệnh con bé. Con em bệnh á. À, rồi chị cũng cho ở luôn hả? Cho ở rồi mua thuốc cho nó uống luôn. À, cũng, chị cũng tốt quá ha. Không có tiền nhiều đi làm thuốc cũng mua thuốc mua gì cho nhỏ tiếp cho nhỏ uống. Thì dạ. Con em bây giờ còn đang bệnh nữa. Kính thưa tất cả các chú anh chị với cô chú mình đang xem cái Hoàng Xanh, thì hoàn cảnh của em đây thì Xanh cũng chưa có tìm hiểu sâu được. Dạ. Nhưng mà thật sự là nãy giờ thì Xanh cũng định là Xanh sẽ chưa có biết là giúp hay không, tại vì Xanh muốn đưa video lên cho tất cả các chú anh chị khán giả biết. Nhưng mà bây giờ em cũng nói là con bị bệnh, mấy đứa nhỏ bị bệnh đó thì bây giờ nói con cũng bị bệnh rồi mua thuốc rồi không có tiền mua bán giấy số. Dạ. Mua gạo luôn hả? Dạ. Ủa ở với mẹ chồng phải mua gạo phải ăn riêng hả? Mua riêng, nước mắm cũng mua riêng. Lúc mà em lúc đó cái cưới á, lúc đó mà em nói em cúng á, em cũng mời chị đi, nói là mày lấy nước mắm tao ở chửi cho em hôm nay. Ủa mẹ con mua mà. Trời ơi, nước mắm thôi cũng dạ, chửi coi, nữa. Trời ơi, trước mặt chị coi, em không bao giờ nói dốt đâu. Rồi vậy thì bây giờ thế này đi, cái vấn đề đó thì anh cũng không biết nữa. Dạ. Bây giờ thì giống như cái sự phát tâm của Mạnh Thường Quân đi, coi như anh đại diện anh giúp cho em. Dạ. Coi như là đã là làm thiện rồi thì thôi bây giờ nếu mà giúp á, thì cũng không có màng gì đâu. Dạ. Thì em cứ dùng số tiền như đây để em lo cho bản thân em, giúp cho con em đi ha. Dạ. Đó, anh cũng mong là em sẽ được mẹ chồng em thương em lại hoặc là thế nào đó, mọi điều tốt đẹp với em. Dạ. Còn vấn đề mà anh tới đây thì chủ yếu là anh nhịp cầu nối thôi nhé. Dạ. Anh không có biết được là thế nào. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì giống như cái sự mà muốn giúp đỡ em một phần nào để em bán giấy số giống như em sẽ chia. Dạ. Thì anh sẽ đại diện Mạnh Thường Quân, anh đại diện cô Tâm Nguyễn ở Úc ủng hộ cho em là 2,5 triệu để cho em, lúc nãy anh nói là ủng hộ cho 900 ngàn thôi. Dạ, dạ. Là để bán giấy số. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ ủng hộ cho em 2,5 triệu cái này để em làm vốn luôn ha. Dạ, em cảm ơn. Cái sự phát tâm ha. Dạ. Rồi cố gắng dành dụm xài. Dạ. Tiết kiệm ha, để dạ. Mình trang bị cho cuộc sống của mình ha. Dạ. Rồi mình cũng còn trẻ. Dạ. Mình cũng còn sức khỏe với lại mình. Dạ. Cũng còn chồng nữa ha. Dạ. Còn vấn đề nội bộ gia đình đó thì. Dạ. Em cố gắng giải quyết cho thật tốt nha. Dạ. Rồi em đếm giùm anh 2,5 triệu của cô Tâm Nguyễn. Dạ. Đếm tiền được không? Dạ. Em biết chữ không? Dạ em đâu có biết chữ. Không đâu. Biết chữ nhưng mà biết tiền không? Dạ biết. Vậy là chữ không biết mà tiền. Dạ. Thì biết phải không? Dạ. À, cũng giỏi ha. Dạ. Rồi đủ 2,5 triệu chưa? 3 triệu. Đếm lại đi, nếu mà dư thì đưa cho anh, thì đếm lại đi. 2,5 triệu đủ chưa? Dạ. Đủ em, lại đếm người tưởng là 3 triệu hả? Dạ, em tiền 3 triệu thôi. Rồi vậy thì bán giấy số cẩn thận nha, tiền. Dạ. Bạc mất công thối người ta thối dư rồi lỗ đó nha. Dạ. 30 tờ còn 29 tờ 23 27 tờ. Rồi vậy thì cái số tiền 2,5 triệu của cô Tâm Nguyễn ở Úc nha. Dạ. Như cái sự phát tâm nha. Dạ, cố gắng để mà vượt nhiều. Qua ha. Dạ, em rồi, cảm cái này, ơn anh nhiều. Cái này cảm của cô ơn Tâm anh Nguyễn. Chị. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Tâm Nguyễn. Rồi anh tên gì anh? Tiền. Anh Tiền hả, chị tên gì? Subran. Tên gì? Subran hả? À, chị như là quê giọng nói chị là ở An Giang tới phải không? An Giang. À, cô chồng ở đây ha. Dạ. Rồi vậy thì hôm nay em tới đây hỏi thăm chị này, nhà chị thấy cái sự phát tâm của anh chị á, như là cũng hỗ trợ, cũng biết làm phước, thì anh chị cũng sẽ chia là gia đình cũng khó khăn. Dạ. Thì thôi em cũng đủ duyên, em cũng đại diện của Tâm Nguyễn luôn, thì sẽ hỗ trợ cho anh chị 2,5 triệu để mà có số tiền để mà trang trải gia đình ha, hoặc là chị có mua cầu dao gì đó mua ha. Còn nếu mà đủ duyên thì em sẽ tới đây em khoan cây nước cho anh chị. Dạ. Đây là số tiền của cô Tâm Nguyễn ở Úc luôn, của chú anh chị là 2,5 triệu nữa. Dạ. Tổng cộng là hôm nay thì Xanh trao số tiền của cô. Dạ. Tâm Nguyễn hết 5 triệu. Anh đếm được không? Đủ 2,5 triệu anh hen. Vậy thì em đại diện cô Tâm Nguyễn là giúp cho gia đình mình 2,5 triệu luôn hen. Dạ. Gia đình mình gán mua cầu dao đi rồi lo cho đứa nhỏ, thấy nhà cũng khó khăn quá. Bé này nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi hả con? Rồi con có đi học không? Có hả?
Thì bây giờ em chào anh chị ha. Dạ. Rồi chúc anh chị nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi anh chào em luôn ha. Dạ, em rồi chúc em mọi sự may mắn, hy vọng mẹ chồng em sẽ thương em nha. Dạ. Rồi, kính thưa tất cả các chú anh chị, bây giờ thì xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú anh chị. Hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.